Con tàu hòa bình được chế tạo thành công, nhưng họ không biết uy lực thực sự của nó. Chồng ơi, anh đã nghe chưa? Nghe gì cơ? Nhà nước muốn tặng con tàu hòa bình cho người ta. Chỉ là em không hiểu. Chúng ta vất vả mới sản xuất ra được, làm sao có thể đem đi tặng? Tô Vũ Phi cảm thấy vô cùng bất mãn. Cô ngược lại là muốn xem rốt cuộc quốc gia nào may mắn như vậy, có thể có được con tàu hòa bình. Chúng tôi dự định tặng con tàu hòa bình cho Diệp Thu tiên sinh. Nghe được lời này, các phóng viên có mặt đều rất dữ dội. Vốn tưởng là đem tặng cho Hạo Quốc, không ngờ. Cái gì? Ông ta nói gì? Diệp Thu chỉ là cười nhạt. Bởi vì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Dư tiên sinh, con tàu hòa bình rất quý giá. Xin hỏi vì sao lại tặng cho anh Diệp Thu? Bởi vì Diệp Thu tiên sinh là động lực quốc gia. Công nghệ điều trị bệnh ung thư là do anh ấy phát triển được triển khai. Quy mô là toàn cầu. Đồng thời còn tặng cho chúng tôi công nghệ nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9. Động lực quốc gia như vậy, tặng cho anh ấy một chiếc tàu hòa bình thì sao lại không được? Thực ra đây chỉ là cái cớ của Dư Quang Trung để làm con tàu hòa bình cho Diệp Thu có vẻ hợp lý hơn một chút. Cùng với những tin đồn trên mạng, con tàu hòa bình cũng đã được đăng ký dưới tên của Diệp Thu. Nhưng mà Diệp Thu lại đem giấy tờ của con tàu chuyển trực tiếp sang tên tập đoàn Quân Lâm, để Tô Vũ Phi sử dụng tàu hòa bình để hoàn thành công việc kinh doanh khách sạn trên biển. Ông xã, anh thật sự quá tuyệt vời. Không có gì, chỉ cần vợ anh vui là được. Đối với Diệp Thu mà nói, một tàu sân bay khổng lồ như tàu hòa bình không thể ăn cũng không thể chơi, không có ích gì ngoài việc kinh doanh, chi bằng tặng cho vợ để phát triển sự nghiệp. Làm vợ vui mới là quan trọng nhất. Tin tập đoàn Quân Lâm sử dụng tàu hòa bình để phát triển kinh doanh khách sạn trên biển lập tức bùng nổ toàn bộ mạng lưới. 3 ngày sau, tập đoàn Quân Lâm chính thức khai trương khách sạn trên biển. Ngày mở cửa, các ông lớn ở khắp mọi nơi đều đến chúc mừng, và Tô Vũ Phi lấy tư cách là chủ tịch của tập đoàn Quân Lâm đến hiện trường cắt băng khánh thành. Còn Diệp Thu thì ở nhà chăm sóc con cái. Dù sao, Diệp Thu cũng không thích loại dịp náo nhiệt này, và Hoa Kèo đang để mắt đến anh, cũng không thích hợp để xuất hiện trước công chúng. Sau khi Tô Vũ Phi cắt băng xong, đến lượt Dư Quang Trung thay mặt khoa học nói chuyện. Sau khi Dư Quang Trung nói xong, lại bị phóng viên bên dưới gọi lại. Dư viện trưởng, bây giờ ông có thể cho chúng tôi biết chính xác ai là người phát triển tàu hòa bình không? Chuyện này nói hay không nói đây? Giấu được một lúc, không thể giấu được cả đời. Hơn nữa Diệp Thu vốn là người Hoa, không có ý nghĩa gì khi giấu mọi người. Nhà phát triển là Diệp Thu. Diệp tiên sinh. Lời vừa ra, lập tức gây sóng gió. Mặc dù nhiều người từ lâu đã đoán rằng Diệp Thu chính là người phát triển, nhưng nghe Dư Quang Trung đích thân thừa nhận, vẫn còn hơi khó tin. Sau khi biết người phát triển của Nhiên là Diệp Thu, mọi người đều bàn tán. Đáng tiếc là Diệp Thu không có ở hiện trường, nếu không những người này nhất định phải thở lại. Ngay cả Trần Thế Kỳ bên cạnh cũng ngạc nhiên. Phi Phi, con tàu hòa bình này thật sự là do Diệp Thu nghiên cứu ra sao? Chắc là vậy. Tô Vũ Phi cũng có chút bối rối. Mặc dù trước đây Diệp Thu cũng từng nói qua, nhưng Tô Vũ Phi không tin. Con tưởng Diệp Thu đang nói đùa, không ngờ tất cả chuyện này lại là thật. Phi Phi, tôi ghen tị với cậu vì có thể có một người chồng giỏi như vậy. Tất nhiên rồi, bên cạnh Chu Tiểu Phượng cũng rất tự hào về Diệp Thu. Lễ khai mạc vẫn diễn ra như thường lệ. Rất nhiều đại lão đều đến chúc mừng Tô Vũ Phi. Tô Vũ Phi chỉ nhấp môi, không uống quá nhiều rượu, nhưng cũng không thể chịu được nhiều người như vậy thay phiên nhau chúc mừng. Cuối cùng Tô Vũ Phi thật sự là không chịu nổi nữa. Cô nhờ Chu Tiểu Phượng để Chu Tiểu Phượng chủ trì trật tự hiện trường, và cô thì về nhà nghỉ ngơi trước. Vũ Phi, cô cứ về trước đi, ở đây có tôi quản là được. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Bởi vì Tô Vũ Phi uống rượu không thể tự lái xe, vì vậy tập đoàn Quân Lâm đã sắp xếp tài xế đưa cô về nhà. Nữ tài xế lái xe sau khi nhìn thấy Tô Vũ Phi lên xe, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm. Sao tôi chưa từng gặp cô trước đây? Tôi là người mới đến, Tô Tổng chưa từng gặp tôi cũng bình thường. Thì ra là vậy. Vậy thì làm phiền cô đưa tôi về nhà rồi. Tô Tổng khách sáo rồi. Tô Vũ Phi ngồi ở ghế sau, dần dần lên ngủ thiếp đi. Nữ tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn thấy Tô Vũ Phi đã ngủ say. Tô Tổng, cô đã ngủ chưa? Tô Tổng. Nữ tài xế nhìn thấy tình huống này, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Xem ra nhiệm vụ này cũng rất dễ dàng. Sau khi đỗ xe bên đường, tài xế Lý liền gọi điện thoại cho cấp trên. Lô, nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ Tô Vũ Phi đã ngất xỉu rồi. Làm tốt lắm. Nhưng mà lúc này, Diệp Thu vẫn ở nhà chăm sóc con. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Diệp Thu nhận điện thoại, phát hiện là vợ gọi đến. Lô, Diệp tiên sinh, xin chào. Ông là ai? Sao ông lại cầm điện thoại của vợ tôi? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là vợ anh đang ở trong tay chúng tôi. Làm sao tôi biết những gì ông nói là thật hay giả? Diệp Thu vừa nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thu không khỏi sửng sốt. Anh làm sao cũng không ngờ đối phương lại trực tiếp cúp điện thoại.
Đây không phải là một cuộc gọi lừa đảo chứ? Hay là có người nhận được điện thoại của vợ, cho nên gọi đến đây để lừa đảo? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Diệp Thù vẫn rất lo lắng. Dù sao thì anh cũng biết vợ mình tuyệt đối sẽ không vứt điện thoại đâu. Ngay lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là cuộc gọi video. Sau khi Diệp Thù kết nối điện thoại, nhìn thấy Tô Vũ Phi bị trói vào một cái ghế, nghiêng cổ và nhắm mắt lại. Rõ ràng là bị bắt cóc và bị trói trong một nhà kho. Diệp Thù rất tức giận, nhưng vẫn cố nén cơn giận trong lòng. Ông đã làm gì vợ tôi? Diệp tiên sinh, anh yên tâm đi. Diệp phu nhân hiện tại chỉ là hôn mê mà thôi, không bị tổn hại gì. Nhưng chỉ là bây giờ thôi. Nếu như Diệp tiên sinh không làm theo lời chúng tôi nói, vậy thì không có gì đảm bảo sẽ không có điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nói đi, có yêu cầu gì? Rất đơn giản, Diệp tiên sinh không được nói cho ai biết chuyện này, và phải một mình đến chỗ chúng tôi. Như vậy thì chúng tôi mới không làm hại Diệp phu nhân. Nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. GZ Sub, xem xong nhấn like mới là xinh gái đẹp trai.